Phụ nữ có 10 đặc điểm này chứng tỏ giàu sang phú quý, hạnh phúc suốt đời, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Khi nói về cuộc đời của người phụ nữ, có câu thơ rất nổi tiếng rằng: thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Vẫn biết một số phận và vận mệnh của mỗi người khác nhau, nhưng tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Người được sống trong nhung lụa, bình an, êm ấm cả đời, nhưng có người lên quá đỗi vất vả, gian truân, cố gắng mãi mà vẫn không khá lên được. Lý giải theo quan niệm của nhân tướng học, có 10 đặc điểm được coi là dấu hiệu của sự phú quý, cát tường ở người phụ nữ. Chủ nhân may mắn sở hữu các dấu hiệu trên sẽ được giàu sang, may mắn, vinh hoa, hạnh phúc trọn đời. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu xem đó là những nét quý tướng nào nhé. 10 đặc điểm phụ nữ sinh ra để hưởng phúc giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn đời. Vòng 2, vòng 3 đầy đặn. Những người phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường được ông bà xưa xem đó là người vô cùng có phúc. Theo nhân tướng học, phụ nữ có vòng 2, vòng 3 càng đầy đặn thì càng có số sinh quý tử, cuộc sống đầy đủ, ấm no. Và ngược lại, nếu cơ thể gầy gò hay không có vòng 3 thì sẽ khó sống giàu có, cuộc sống chật vật, vất vả, lúc nào cũng vậy. Vòng 3 đầy đặn không chỉ vượng đường tài lộc mà còn phát đường con cái, dự là sẽ mang đến phúc lộc không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, nhà chồng và cả sự nghiệp của chồng nữa. Đặc biệt là đàn ông làm kinh doanh thì rất nên chọn một cô vợ hơi béo một chút, vì một cô vợ mũm mĩm sẽ mang đến nhiều tài lộc cho nhà chồng, còn một cô vợ gầy gò, héo hon thì ngược lại. Đặc biệt người có đặc điểm vòng 2, vòng 3 càng to thì càng khéo giữ tiền, đảm đang, khéo léo trong cả chuyện vợ chồng lẫn ngoại giao, nên các ông chồng cứ yên tâm hết mức nếu lấy được cô vợ có đặc điểm này nhé. Còn nếu chàng vẫn FA thì hãy nhanh xước ngay một nàng có đặc điểm này về để nâng khăn sửa túi nhé. Chân dài, thon trắng. Nhân tướng học chỉ ra rằng những người phụ nữ có đôi chân trắng, thon dài là những người có tướng phú quý. Phụ nữ ai có bắp đùi, thon nở, dài đều, săn chắc đều là những người có năng lực làm việc tốt, dễ thích nghi, hòa đồng, sinh ra để làm lãnh đạo, kiếm tiền rất dễ. Không chỉ tốt về mặt phong thủy mà còn tốt về mặt dáng vóc, nên dự đoán người có đặc điểm này hấp dẫn, thu hút, làm việc gì cũng dễ thành công hơn rất nhiều. Nhưng nhược điểm của họ dễ gặp thị phi nên cần tránh xa những chuyện như vậy để tránh những tai họa không may ập đến. Vòng 1 to và xệ. Phụ nữ có vòng 1 đầy đặn nhưng phải xệ một chút thì chắc chắn sẽ có của ăn của để. Nói đến đặc điểm này, cũng có nhiều chị em chế môi, lắc đầu đúng không nào? Và còn cảm thấy ngạc nhiên nữa vì đây không phải là đặc điểm đẹp của người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được vòng 1 to và xệ đâu nhé. Những phụ nữ mà có đặc điểm này sẽ mang đến phú quý và tài lộc cho cả gia đình chồng và sự nghiệp của chồng luôn. Người này không chỉ có tài sinh nở mà còn có duyên với tiền bạc, làm ăn thuận lợi, may mắn, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm. 4. Rốn sâu, rộng. Những người phụ nữ có nhược điểm này. Những người phụ nữ có được điểm này là vô cùng phú quý. Từ xưa ông bà ta dạy rằng rốn sâu và rộng sẽ mang đến giàu sang phú quý. Phụ nữ sở hữu tướng rốn này thường rất ham học hỏi, thích tìm tòi khám phá, lại có ý chí phấn đấu, khả năng thành công của họ rất cao. Không những thế còn được mọi người ngưỡng mộ bởi hiểu biết rộng, trí tuệ, tinh thông. Những người này thường nổi bật giữa đám đông, có địa vị xã hội nhất định, còn nếu lui về ở ẩn thì cũng đạt được nhiều thành công vang dội. Nếu bạn đang may mắn sở hữu đặc điểm này thì nên mừng thầm đi vì bạn là người cực kỳ có phúc luôn đấy. 5. Môi trái tim. Chắc đây là đặc điểm mà phụ nữ nào cũng mơ ước có được đúng không nào? Vì ai sở hữu đặc điểm này không chỉ vừa đẹp, vừa duyên mà lại vừa có phúc khí ngất trời nữa. Bên cạnh đó, môi trái tim là biểu tượng cho sự quyến rũ và gợi cảm. Cô gái nào trời ban cho đôi môi hình trái tim thì từ ấm bé đã luôn được mọi người yêu mến, sẽ có nhiều người theo đuổi. Khi trưởng thành thường có đầu óc nhanh nhạy, logic, cuộc sống gặp nhiều may mắn và có sự nghiệp thành đạt. Đặc biệt, nếu đường viền môi rõ nét, đôi môi luôn căng mọng, miệng cười đoan trang, không hở lợi thì chắc chắn số vô cùng tốt đẹp. Sau này lập gia đình cũng không lo nghĩ đến chuyện tiền nong, thậm chí còn hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của nhà chồng, gia đạo yên ấm, hạnh phúc. Bấy nhiêu đó thôi cũng thấy quá tuyệt vời rồi, đúng không nào? Thế nên nàng nào sở hữu một trái tim thì nhất rồi nhé. Tình duyên rạng rỡ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. 6. Ngón tay thon dài. Cũng giống như đôi chân thon dài, phụ nữ sở hữu đặc điểm này vô cùng phú quý và giàu sang. Nếu như những cô gái có cổ tay tròn, đầy đặn thì sướng an nhàn, thì những cô gái có cổ tay gầy, song bàn tay đầy đặn, các ngón tay thẳng, thon dài thì thường khéo léo trong nội trợ và rất được lòng người thân.
Người này độc lập cao nên dù có lấy chồng giàu, họ cũng đam mê với công việc. Tất nhiên họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Đây là mẫu người độc lập và có chí, nên hẳn là anh nào may mắn lắm mới lấy được nàng về làm vợ nhé. 7. Trán cao. Trong nhân tướng học, trán là bộ phận biểu hiện cho trí tuệ, tài vận, công danh và sự nghiệp của mỗi người. Vì vậy, quý cô nào mà có tướng trán cao rộng chính là kiểu người có vận mệnh phú quý, thông tuệ, học nhanh, hiểu rộng. Bởi vì trán thẳng tựa như bức tường là tướng phúc thọ cao, có số lấy chồng giàu, được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Ngược lại, người phụ nữ có vầng trán hẹp thấp và nhiều gân guốc là người có tướng xấu, bởi bản mệnh có thể bị mồ côi, cuộc đời vất vả, tình duyên gặp nhiều trắc trở. 8. Đầu mũi tròn trịa, hơi thấp xuống. Theo nhân tướng học, phụ nữ có đầu mũi tròn trịa chính là tuýp người có tính cách nhân từ, thẳng thắn và bộc trực. Đồng thời, tướng mũi này còn được cho là tướng trung hậu, có số phú quý. Hầu như các quý cô có đầu mũi tròn thường được khổ trước, sướng sau. Họ sẽ phát tài, giàu có ở tuổi trung niên. Bên cạnh đó, phụ nữ sở hữu tướng mũi này chắc chắn kết hôn cùng người chồng cực kỳ giàu có, sung sướng cả đời. 9. Khuôn cằm đầy đặn, nở nang hoặc cằm xẻ. Trong nhân tướng học, vùng cằm được coi là địa cát, là quý tướng bậc nhì khi xem tướng số. Người nào có vùng cằm đầy đặn, nở nang thì vãn niên sẽ ung dung hưởng lộc, nhàn vãn và vinh hoa. Cằm nếu đầy và xệ thì bất luận nam hay nữ, tử vi nhận định rằng người này dễ dàng phát triển trong công việc và tài vận. Nên giữ cân nặng và cơ thể, có sức khỏe dẻo dai, ổn định. Khi ấy tài lộc sẽ được chia đều từ đầu tới cuối năm, không khá biến động và tạo đà cho chủ nhân của nó thăng hoa tiến chức. Hạn chế tiêm hoặc bơm hoặc sử dụng thủ thuật để có khuôn cằm như mong muốn. Khi ấy tác dụng của xem tướng số với loại quý tướng này sẽ khó lòng phát huy. 10. Đôi mắt có thần, đuôi mắt cong. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, đồng thời trong nhân tướng học là căn cứ để nhận định trí tuệ và tương lai tình duyên, sự nghiệp ngắn hạn của một người. Bất luận nam nữ đều sở hữu quý tướng là đôi mắt trong sáng, có thần, đôi mắt cong và hướng lên trên sẽ vô cùng may mắn. Người này nếu có lòng đen, lòng trắng rõ ràng, tách bạch, mắt không có cuồng thâm thì luôn có ánh nhìn kiên định, kết hợp với nét tính cách khoáng đạt, hào phóng thì lại càng được lộc trời cho. Họ sẽ luôn chủ động, tích cực khi làm việc, không mấy khi dựa dẫm vào người khác, nên sẽ kiến tạo thành công của mình từ đôi bàn tay trắng. Quý vị thân mến, có những quý tướng báo hiệu cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng cũng có những đặc điểm trên khuôn mặt cho thấy cuộc đời của người phụ nữ đó sẽ trải qua nhiều sóng gió, gian truân, thậm chí là nhiều bất hạnh. Nếu ai không may sở hữu các nét phá tướng này thì có thể sẽ phải khổ một đời, không được ai chở che, đỡ đần, đừng tình duyên lận đận mà công danh sự nghiệp cũng chẳng thể rạng rỡ. Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trán ngắn, hẹp, có nhiều nếp nhăn. Để xem tướng đàn bà mệnh khổ, vầng trán ngắn, hẹp, có nhiều nếp nhăn chính là dấu hiệu thể hiện cuộc đời nhấp nhô, bấp bênh phía trước. Nếu phụ nữ không may sở hữu đặc điểm này, dù cố gắng nhiều đi nữa thì cuộc sống cũng khá chật vật, khó giàu sang. Mắt thường có cuồng thâm đen. Không phải thiếu ngủ mới có cuồng thâm đen, nhiều phụ nữ số vất vả cũng có đặc điểm này. Đa số họ không thể kiếm được tiền hoặc có bao nhiêu chi hết bấy nhiêu, cả đời gặp khốn khó, áp lực kinh tế bủa vây. Vì thế đường tình duyên hay hôn nhân cũng thường trắc trở, long đong, khó tự do và hạnh phúc. Cằm trẻ hoặc cằm ngắn và nhỏ. Đối với người đàn bà, cằm trẻ, cằm ngắn và nhỏ, cái nghèo thường đeo bám khiến họ lao đao, thậm chí đến tuổi trung niên cũng chưa thể nhàn nhã, hưởng thụ cuộc sống. Để cải thiện phần nào, tốt nhất họ nên chi tiêu khoa học, thắt chặt các khoản không cần thiết để cuộc sống bớt vất vả và khó khăn. 4. Lông mày lưa thưa hoặc không có lông mày. Không chỉ ảnh hưởng đến dung nhan mà lông mày lưa thưa hoặc không có lông mày còn thể hiện tướng số khắc khổ hay gặp đen đủi khiến cuộc sống của những người phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường gặp mệt mỏi, trắc trở, cần phải nỗ lực vượt qua. 5. Tay mỏng, dẹt, không đồng đều. Một số bộ phận trên gương mặt có thể biểu hiện vận mệnh tương lai của một người phụ nữ, trong đó đôi tay mỏng, dẹt, không đồng đều cho thấy tướng xấu số, cuộc đời trông chênh, không may mắn sau này. 6. Xương hàm to, bệnh, mặt vuông. Xem tướng đàn bà số vất vả, lận đận đủ đường thì không thể không nhắc đến những người phụ nữ có xương hàm to, bệnh, mặt vuông. Đây là tướng mặt khá thô và cứng nhắc, cho thấy họ dễ gặp bất ổn, cần phải khéo léo và kiên nhẫn để vượt qua. Đôi lúc họ quá mạnh mẽ và rắn giỏi nên phải gồng gánh nhiều thứ hoặc phải chịu cô đơn, lẻ bóng một mình. 7. Răng thưa, khấp khểnh. Người phụ nữ có hàm răng đều đẹp không chỉ gây ấn tượng tốt với người đối diện mà còn có số giàu sang phú quý. Trong khi đó, phụ nữ nào có hàm răng thưa, khấp khểnh lại kém may mắn, dễ gặp xui xẻo và khó khăn trong công việc cuộc sống.
8. Khóe miệng trễ xuống, có nếp nhăn. Chuyên duyên lận đận cả đời là số mệnh thường thấy của người phụ nữ có khóe miệng trễ xuống cùng nếp nhăn xung quanh. Miệng nhăn nhúm hay còn gọi là miệng túi vải, có đặc điểm là hai môi ngậm chặt, khóe miệng trễ xuống, hai bên khóe miệng có nhiều nếp nhăn và mặt lúc nào cũng giống như đang khóc. Người phụ nữ có tướng miệng này thường vất vả từ tuổi nhỏ và dù có cố gắng tới đâu đi chăng nữa thì cuộc sống cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, không dư giả được đồng nào. Họ thường kết hôn muộn và có con muộn, cuộc sống cô độc khi về già. 9. Tướng đi tất cả chúi đầu về phía trước. Tất bật vì miếng cơm manh áo nên cuộc sống của những người phụ nữ có tướng đi tất tả chúi đầu về phía trước, lao tâm khổ tứ vì tiền. Dù có nhiều cố gắng, hầu hết cuộc đời của họ cũng ít thảnh thơi để hưởng thụ cuộc sống. Có thể nói xem tướng đàn bà số vất vả, lận đận đủ đường, không phải lúc nào cũng thấy hết cuộc đời phía trước, nhưng cũng phần nào giúp chị em chiêm nghiệm, dành thời gian để yêu thương bản thân và cố gắng nỗ lực để có cuộc sống luôn hạnh phúc, thật nhiều niềm vui. 10. Miệng lệch. Miệng lệch là miệng bị méo, trên dưới không cân xứng, môi có ít nếp nhăn to mà không thu lại. Người phụ nữ có tướng miệng lệch thường hay nói to, nói khoác, khá bảo thủ, cố chấp, luôn coi mình là nhất, không tiếp thu ý kiến từ người xung quanh nên bị nhiều người xa lánh. Trong cuộc sống hôn nhân, họ thường không chung thủy và có những mối quan hệ ngoài luồng, sự nghiệp trì trệ, sống không trường thọ. 11. Mắt lộ hung quang. Những người phụ nữ có nét tướng mắt này, tức là đôi mắt của họ luôn sáng quắc, hừng hực, sát khí, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào. Phụ nữ có tướng mắt này đa phần đều nóng vội, chủ quan làm trước, nghĩ sau, thiếu chính kiến, dễ mắc sai lầm trong công việc lẫn cuộc sống. Trong cuộc sống gia đình, có vẻ họ biết điều tiết cảm xúc của bản thân hơn và biết dung hòa các mâu thuẫn với nửa kia. Tuy nhiên, hiềm khích nhỏ không được giải quyết, mâu thuẫn dồn nén càng nhiều càng lâu, chỉ càng khiến cơn thịnh nộ khi bộc phát sẽ trở nên khủng khiếp. 12. Miệng dê. Theo nhân tướng học, miệng dê có đặc điểm là miệng nhỏ, môi mỏng, khóe miệng hơi cong lên hoặc nằm ngang, răng vàng khè và ít. Người phụ nữ có tướng miệng như vậy thường lận đận trong tình duyên và hôn nhân, không được mọi người tin cậy và quý mến. Đa phần những người này đều thời trẻ, thường chơi bời, lêu lổng, ăn chơi không biết điểm dừng. Ngoài ra họ cũng là người sống thiếu ý chí nên khó gặt hái thành công trong sự nghiệp, do đó mà có cuộc sống bần hàn. Như vậy là chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ về các nét tướng biểu hiện sự giàu sang, phú quý hay nghèo hèn, khổ đau của một người phụ nữ. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quy kết hết tất cả vận mệnh của cả đời người vào những đặc điểm này. Là phụ nữ, hãy không ngừng nỗ lực vì chính bản thân mình để mỗi ngày trở nên đẹp hơn, giỏi hơn và bản lĩnh hơn quý vị nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!